YouTuber. YouTuber. Nói chung là Bắc Hồ là nhiều nhất, Huế cũng nhiều. Nhưng mà chưa tiên hà quả là Huế họ về hết rồi. Họ về nhiều lắm. Với là đoàn đi họ về làm giấy đồ rồi, nó giấy chứng minh. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái khu chợ tại thủ đô Viêng Chăn, vùng đất nước Lào. Và cái khu chợ này thì khá là đặc biệt, nó gần gần giống như những cái khu chợ ở các tỉnh ở miền quê cô bác quý anh chị. Và ở đây thì nước Lào thì cô bác quý anh chị cũng biết rồi, khá là nổi tiếng với các phương tiện như là xe túc túc và xe xám lọ. Và chiếc phía sau lưng Bùi Hồ đây là một cái chiếc xe xám lọ. Cái cô chú này bán cà lem, một cái món đặc sản giống như ở Việt Nam đó cô bác quý anh chị. Và thời điểm này là 12 giờ trưa thì Bùi Hồ sẽ quay một sơ nét về cái khu chợ của người Lào cho cô bác quý anh chị xem ha, cũng như là tìm hiểu cuộc sống người Việt Nam tại cái khu chợ này. Đó, ngay đằng kia có xe xóm lọ kìa. Đó là một cái chiếc xe người ta rất là phổ biến ở đây. Xóm lọ là một cái từ của đất nước Lào, là xe giống như là lọ là bánh vậy cô bác quý anh chị. Nói chung là khá là đặc biệt nhưng mà ở Việt Nam thì không có được bán. Bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng vô đây ha, để đi lại toàn cảnh cái khu chợ này cô bác quý anh chị. Thì ở bên cái khu này thì người ta sẽ bán giống như là ở Việt Nam, gần có kề thịt đó. Đó, rồi bán những cái đồ thực phẩm của Lào á. Dòng thời điểm này cũng gần 12 giờ trưa rồi. Và người ta đi chợ cũng đã thưa dần rồi. Ở đây là tất cả các đồ nấm, người ta sẽ vô những cái dĩa như thế này. Thậm chí là ở đây có ớt nữa nè. Cái đó là những cái trái mướp mà cụ người Lào đang bán. Còn ở bên đây là cái khu bán thịt heo. Ở bên kia là cái khu bán những cái nước tương, nước mắm, đường bột ngọt rồi đó cô bác quý anh chị. Và đặc biệt ở Lào thì người ta rất là thích ăn loại mắm của Lào. Người ta sẽ ăn mắm đậu đũa, người ta sẽ chấm vô các loại mắm của Lào á. Vài năm gần đây thì đồng tiền kiếp so với Việt Nam đồng thì giảm giá rất là nhiều. Nên những Việt Kiều ở Lào á, họ làm không có dư. Và họ đa số là đi về lại, các cô chú Việt Kiều đi về lại Việt Nam để làm. Và người Việt qua đây chủ yếu là sinh sống với cái nghề gọi là một cái nghề buôn bán, chứ không có làm thuê. Và tất cả những người Việt ở đây đa số khoảng 90% là từ các tỉnh ở miền Trung như là Huế, Đà Nẵng hoặc là Hà Nội. Một điều khá là ấn tượng khi mà đi các khu chợ của người Lào là ở dưới nền này họ rất là sạch và không bao giờ đậm dũng nước đồ luôn cô bác quý anh chị. Ở đây cũng có tất cả các loại cải như là của Việt Nam. Ở đây có cả một cái trứng màu hồng nữa nè. Ôi da, trứng màu, đây là trứng vịt, bên kia là trứng gà. Cả cái trứng màu hồng là không biết cái trứng gì luôn. Không biết người ta có nhuộm màu hay không thì mình cũng không có hiểu nữa. Đây là các đồ ăn vặt. Dạ, Việt Nam. Đây là cái đồ ăn vặt bánh người ta được treo như thế này, nhìn rất là dễ thương luôn. Mỗi một phần nhỏ nhỏ như thế này á. Chẳng hạn như ở đây có thể là da heo nè, người ta sẽ treo nhỏ nhỏ như thế này. Các khu chợ thì hệ thống thoát nước của họ khá là tốt luôn. Và không bao giờ bị ẩm hoặc là bị hôi thối bởi những cái ngắt như thế này. Họ làm rất là kỹ. Và không có cái tình trạng gọi là buôn bán lấn chiếm vỉa hè hay là lòng lề đường nha cô bác quý chị. Họ tuân thủ một cách là buôn bán đúng ở trong sạp của mình và dẹp dọn một cách rất là sạch sẽ luôn, như hình ảnh của chú đó đang dẹp cái sạp của mình kìa.
Ở đây thì rất là thoáng. Và chợ này thì không có hề nóng bao giờ. Người ta bán đến nỗi mà người ta sẽ treo giá như thế này nè. Người ta để những cái giá như thế này thì sẽ không bao giờ bị gọi là đội giá lên. 30.000 kiếp một ký, 20.000 kiếp một ký, một ký hay là một cân gì thì Bùi Hồ cũng không có rõ lắm. Người ta sẽ treo giá như thế này để người đi chợ khỏi bị lầm. Chẳng hạn như ở đây chẳng hạn nè, độc đáo một cái khu chợ của người Lào đúng không cô bác quý anh chị? Thôi bây giờ mình sẽ đi dài qua bên đó nữa ha. Có một cái món gì rất là lạ luôn, muốn quay cho cô bác quý anh chị xem. Nghe một cái mùi mắm á cô bác quý anh chị. Họ ở đây thì có là măng nè, rồi đây có măng nè, bí nè, nấm nè, các loại nấm á, người ta sẽ nấu với mắm. Chị này là người Lào, Việt Nam. Ở đây không có tiếng Việt nên là nữ không biết món này là món gì luôn. Kiểu như là giống như là lẩu mắm của Việt Nam á. Có nghĩa là tất cả các loại nấm nè, rồi măng này người ta sẽ bỏ vô nấu với lại giống như là mắm á, gọi là mắm của người Lào á. Nghe mùi hăng khó chịu lắm. Đây là một cái ẩm thực của người Lào nha cô bác quý anh chị. YouTuber. Có nghĩa là người ta nấu một cái súp này để đem về nhà ăn á. Không biết là có ăn kèm với bún hay là cái gì không, nhưng mà mình chỉ có thấy được cái toàn là súp thôi. Cô bác anh chị biết có thể bình luận cho Bùi Hồ được biết ha. Người ta sẽ bỏ măng nấm vô và người ta sẽ nấu lên giống như là một súp mắm vậy. Loại rau này khá là lạ. Người ta sẽ trộn lên. Thơm mắm. Thơm mắm. Dạ. Bao nhiêu tiền? 20.000 kiếp. Dạ. Ăn với gì?
xôi cũng được. Ăn với xôi. Tươi cũng được. À. Dạ, món này gọi là gì ha chứ? Là gọi canh đò mày. Canh đò mày. Ăn với xôi. Xôi với cơm. Ăn với xôi với cơm. 20.000 kiếp. 20.000. Dạ. Ngon. Chị nói này tiếng Việt Nam. À. Dạ. Việt Nam cũng. À không biết. Dạ hơn có chú đó mua biết cho cô bác quý anh chị. À mới sẽ chia sẻ được cho cô bác quý anh chị. Cái này là một cái món giống như là mắm á của Việt Nam á. Người ta sẽ ăn trộn với lại xôi ha, rất là hay ha. Khi mà quay được cái món mắm của người Lào ở đây á cô bác quý anh chị thì Bùi Hồ bắt gặp được hình ảnh cô này đang bán bánh canh. Cô là người Việt Nam. Cô là người Việt Nam hay người Lào? Việt Nam ở Huế. Huế hả cô hả? Ừ, Huế. Dạ. Cô lên đây bán bánh canh ha. Bán lâu chưa cô? Hơn 10 năm rồi. Dạ? Hơn 10 năm. Hơn 10 năm. Đây là bánh canh thịt hả cô? Ừ. Thịt heo hay là thịt bò? Thịt heo. Dạ. Tiền Việt, tiền Lào là xin mụ. Dạ. Bao nhiêu tiền một phần cô? 10.000 10.000 cũng có, 8.000 cũng có luôn. Cô qua đây hơn 10 năm rồi. Cô ở đây hơn 10 năm rồi. Quay đẹp đẹp nhá. Dạ. Cô cô ở đây ở nhà thuê hay là có nhà ở đây rồi? Thuê. Thuê ha. Chợ này kêu là chợ gì vậy cô? Toàn Khâm. Dạ. Đó là Toàn Khâm. Toàn Khâm. Đó là Toàn Khâm. Mỗi ngày là cô bán là bao nhiêu nồi như thế này? Hai nồi. Hai nồi. Cách chơi á. Cô là tên gì hả cô? Gái. Cô gái hả? Ừ. Hai nồi giống nhau hết hả cô? Ừ, hai nồi giống. Đây là gặp được cô gái nè. Cuộc sống ở đây thì có so với ở Việt Nam thì nó có dễ sống hơn không cô? Dễ hơn. Dễ hơn à? Thời gian thì về là về giờ chưa làm cũng tiện được, làm chi cũng được á. Dạ. Đi cử bằng chảo. Dạ. Ở đấy là cử nấu riêng ra bán chưa chơ. À, cô bán ở đây thì cô qua bên đây với chồng của cô hay đi một mình? Cô qua đây cả gia đình là mà về hết rồi. Dạ. Không có ai đây hết. Dạ. Chỉ có một mình cô thôi. Chồng cô là chết rồi. Chồng cô chết ở Việt Nam hay là ở đây? Chết ở Việt, đi tái nạn mà em chết ở Việt. Dạ. Cô bây giờ còn có một mình ở đây thôi. Một mình ở đây thôi. Ở nhà thuê là bao nhiêu tiền một tháng hả cô? Thuê năm, một năm 9 triệu. Một năm 9 triệu kiếp. Ừ. Cậu láng. Khoảng mười mấy triệu. Cậu láng. Khoảng mười mấy triệu tiền Việt Nam á. Người Việt ở đây nhiều không cô? Mười 14 triệu tiền Việt Nam. Dạ. Người Việt thì sống ở đây nhiều không cô? Nhiều. Dạ. Chợ này có người Việt nhiều không? Nhiều. Nhiều ha. Mai cỡ 10 giờ. 10 giờ sáng. 10 giờ là nhiều người lắm. Dạ. Họ đi chờ đi. Họ bán hàng đi. Giờ chứ là họ về hết rồi, 11 giờ là về hết rồi mà đã 11 giờ rồi. Dạ. Người Việt qua đây thì họ buôn bán hay là họ làm thuê cô? Không ai làm thuê ai hết. Từ làm bán. Dạ. Không ai làm thuê. Qua đây mà làm thuê thì ở Việt cho qua đây mà làm thuê chứ. Dạ, qua đây là buôn bán thôi. Ừ. Nhưng mà các tỉnh nào qua đây nhiều nhất cô? Nói chung là Bắc Hồ là nhiều nhất. Huế cũng nhiều. Nhưng mà chưa tiên hà quả là Huế không về hết rồi. Con thấy là Huế là thường ở Chăm Pa Sắc á. Huế là cũng nhiều nhưng mà giờ chứ là ít. Dạ. Tiên hà. Dạ, có nghĩa là kiếp hạ. Ừ, kiếp hạ. Dạ. À, ngân bạc là khứt. Dạ. Là tiền bạc là lên. Tiền dạ. Việt là tiền bạc là lên. Tiền Việt Nam đồng lại lên. Tiền ngân đông là lên. Dạ. Là tất nhiên là họ nói chừng nào là ngân khứt. Chừng nào là ngân khứt. Dạ. Ngân bạc là khứt, ngân đông là khứt. À, nên họ đi về. Ừ, là họ về. Họ về nhiều lắm. Bởi là đoàn đi họ về làm giấy đâu rồi, nó giấy chứng minh. Dạ.
tuy nhiên. Dạ. Cô có dự định là khi nào về lại Việt Nam không? Chắc Tết đi về. Tết này về ở luôn hay là sao cô? Qua lại chứ. Dạ. Qua lại chứ, tuổi đi mà về việc làm chi mà ăn. Ở cái vùng của khu vực mà miền Trung á, thì người dân họ làm ăn rất là khó khăn. Nên họ qua đây họ buôn bán là chính à. Con mua bán nhiều lắm. Dạ. Qua đây mua bán thôi, con làm ăn. Nói chung là qua đây mình đi làm thuê là ngày mà làm. Dạ. Ô. 10.000 kiếp thì nó khoảng là 15.000 tiền Việt Nam. Chưa thôi. 13 là 8.000 kiếp này. Dạ. Bữa ni tiền kiếp là mới 13 năm. Dạ. 13 năm mà 10.000 mới được 13.500 tiền Việt lên. Nhưng mà đa số họ qua đây họ làm chủ hay cô ha? Họ làm chủ thôi. Dạ. Họ mua bán thôi, thì họ đi 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 làm bày lắm bà. Dạ. Chỉ có là người Bắc cái là họ qua đây là họ làm, họ đi lượm sắt này, nhôm nhựa này, đi đập này. Còn người Huế là họ mua bán hăng ăn, gọi là khưng heng đi là gọi là tiếng Lào là gọi là khưng heng, mà con tiếng Việt Nam là bán đồ khô. Dạ, bán đồ khô á, bán quần áo rồi á. Không. Tập quá. Thằng tập quá là sách vở đồ thế chứ. Dạ. Con đấy là thằng bán đồ mặc mũi đồ các thứ vân vân. Dạ. Đa số thì người Việt qua đây là với một cái công việc là buôn bán là chính. Thì họ cho rằng ở Việt Nam buôn bán rất là khó khăn, và người miền Trung đi qua đây là đi thường cả một buôn làng. Nhưng mà thời gian gần đây thì các cô chú người Việt lại thường quay trở về Việt Nam, vì đồng tiền kiếp của Lào so với Việt Nam bị mất giá rất là nhiều. Năm rồi thì khoảng 27-28.000 tiền Việt Nam, nhưng mà năm nay chỉ còn có 13-14.000 tiền Việt Nam thôi. Khi đây là lên được 15 chứ xuống lại 14 chứ 13 năm này đó. Dạ. Ngay ní con thà nữa. Dạ. Hôm nay thì gặp được cô gái đang bán bánh canh đó mọi người. Thì cô nói tình chuyện tiếng Việt Nam được thì nên Bùi Hồ cũng rất là vui khi gặp được cô tên trên cái đất nước Lào này. Con chúc cô mua mai bán đắt, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng hay cô ha. Con người à. Con ở miền Tây. Miền Tây, Sài dạ. Gòn à. Dạ. Về được giả đâu nữa. Qua con qua đây chơi. Quá chơi mà đi quay được rồi. Dạ. Con qua đường nào? Con qua đường cửa khẩu Bờ Y. Cửa khẩu Bi à? Dạ, Bờ Y của Kon Tum á. Con từ bên ở qua đây là bao nhiêu tiền? Con đi khoảng mấy trăm ngàn tiền Việt Nam á. Cô đi thường cô đi cửa khẩu nào? Như con đi là đi ngàn đấy, chứ như cô đi là đi cửa khẩu Lao Bảo. Lao Bảo. Lao Bảo đường 9. Là từ Huế ra là qua đây là sáng đi là 8 giờ đi, mà 3 giờ sáng mai là tới. 3 giờ sáng là tới cửa khẩu Lao Bảo Việt Nam. Không, tới ở đây luôn. Dạ. Cô khí xe chạy. Còn nếu như mà cô ở đây cô về cửa khẩu Lao Bảo thì sao? Cô về cửa khẩu Lao Bảo là chiều đi là sáng là tới cửa khẩu, là trưa mai là tới nhà mình. Dạ. Giá vé thì khoảng bao nhiêu tiền hay cô ha? Bữa hôm mà chưa có được đó. Là qua về là 400, chỉ có 400 tiền Việt thôi. Dạ. Qua 200 đi về 200. Mà chứ bữa ni là 700. 700 ngàn tiền Việt. 700 ngàn tiền Việt. Dạ. 700. Cô thì cô thường là đi phương tiện là đi xe là chính chứ không có đi máy bay hả cô ha? Đi xe. Dạ. Phương tiện giao thông đường hàng không thì ở Việt Nam so với Lào chưa có, ví dụ như chưa có cái tuyến bay từ Viên Chăn về lại Huế hả cô ha? Có chứ. Có không cô? Có Viên Chăn ra Hà Nội về. Dạ. Huế có. Dạ. Dạ. Về sân bay Phú Bài đâu. Dạ. Máy cũng việc đoàn lý có bị sống luôn mà phải chứ. Dạ có cấp. Dạ. Cấp 2 đô. Dạ. Cấp 2 đô là ra Hà Nội đi bố mình nữa. Dạ. Phố Huế nữa. Xe phố Huế nữa. Thì có máy bay về Hà Nội thôi. Dạ. Cô múc sẵn như thế này nè mọi người. Là 8.000 kiếp thì tương ứng với khoảng 12.000 tiền Việt Nam hoặc là 15.000. Đồ ăn ở đây ngay tại thủ đô Viên Chăn cũng khá là rẻ. Cuộc sống ở đây thì cô thấy thì an ninh ở Viên Chăn thì như thế nào? Đoàn đi đoàn. Dạ, đoàn kết. Khi đây thịt là công chỉ có là 25, 30. Chứ bữa đi là
sàm sân. Ở tiếng La là gọi là sàm sân, mà ở tiếng Việt mên là hình kêu ba chị. Dạ. Mà ở trong quê con hình kêu ba gọi. Dạ. Hiểu không? Dạ. Danh từ của họ là nhiều tiếng lắm. Họ bán là một cân là 75 nghìn. Ký 75 ngàn. Ừ, cũng được. 75 ngàn tinh kỹ hoặc là 70 nghìn cũng kỹ. Dạ. Nhưng mà ở đây thấy an ninh hơn không cô? Ừ, cũng an lắm. An ninh ha? Làm luật lắm. Dạ. Thì dễ nó. Dạ. Dạ. Rồi con chào cô ha. Ừ. Dạ. Tôi chúc sức khỏe nha, lên đường thường lộ bên Nam nha. Thùng bẹt phân, cấp thiết phân chở nó đây. Ở thiết phân là bẹt phân. Ở chắc thùng. Chơi nên nhớ cũng không phải một phần đâu. Nhớ đầu chiếc xoay thôi cầm uống.